Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNJ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng phim điện ảnh Em và Trịnh. Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 lá thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Dao Ánh. Và mình là Avin. Ngày 1 tháng 1 năm 1965, 12 giờ 5 phút, một năm khác đã bắt đầu. Anh cầu mong mọi điều lành cùng những hạnh phúc vô biên cho anh. Nói làm sao cho hết sự xúc động của anh ở phút cuối cùng tiếp giao của một đêm làm ranh giới cho một năm cũ và một khởi điểm mới bắt đầu. Anh sẽ từ đó bước bằng bước chân đầu tiên. Anh cũng thế. Dấu vết đó sẽ còn trên con đường hút gió bằng 365 ngày phải đi qua. 1 tháng 1, sau barrier này là dị vãng, chúng mình bước tới từ đây. Anh sẽ trong sáng nhìn đời như một mặt gương mà anh sẽ soi cho mãi về sau. Anh ơi, mùa xuân bắt đầu từ mai hay từ 1 giờ đêm nay. Những lộc non đã nảy mầm, những cánh én sẽ giăng đầy trời. Anh ngồi đây hát bằng tên anh cho đến bao giờ không thể. Anh sẽ vẽ bút này một chút hình ảnh của anh bây giờ cho anh xem. 1 giờ rồi đó anh cầu mong cho con người bớt thù hằn nhau và tình yêu nảy trồi trên cùng khắp. Sao anh? Sao anh? Sao anh? Anh gọi tên và cầu mong anh bình an, hạnh phúc. Benane Ergot Eanete. Xin chào tất cả các bạn thính giả thương mến. Avin tự hỏi là không biết một ngày đầu năm mới của các bạn sẽ như thế nào. Còn đối với Avin thì hôm nay quả là một ngày rất là nhiều ý nghĩa, nhiều cảm xúc đan xen nhau luôn ấy. Có lẽ vì Avin khá là nhạy cảm nên khi đứng trước khoảnh khắc chuyển giao của một năm thì mình lại nghĩ ngợi nhiều hơn về quá khứ, về hiện tại và cả những tương lai sắp đến nữa. Rồi chợt lúc này bản thân mình lại nhận ra là mình lại sắp già thêm 1 tuổi nữa rồi. Các bạn biết không, sáng nay lúc mà Avin để quyền lịch 2022 trên bàn làm việc thì Avin bỗng nhớ về những ngày còn bé. Avin từng rất thích giúp mẹ xé từng tờ lịch treo trên tường. Rồi khi tờ lịch cuối cùng được xé xuống thì Avin cảm thấy rất là vui, bởi vì đó cũng là lúc báo hiệu một năm mới lại sắp đến. Và Avin vui vì bản thân mình sẽ lại được lớn thêm 1 tuổi nữa. Nhưng bây giờ thì cảm giác sao mà hoàn toàn ngược lại luôn ý. Càng lớn dần thì tự nhiên mình lại càng cảm thấy muốn thời gian trôi chậm lại để mình có thể làm được nhiều thứ hơn. Và để mình có thể ở cạnh một ai đó lâu hơn một chút. Mà mỗi lúc Avin nghĩ về những cuộc chia ly thì lòng mình lại bất giác cảm thấy buồn. Dẫu Avin biết rằng trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là không tàn cả. Cũng như chẳng có gì là mãi mãi. Sau tất cả thì cũng chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp. Và rồi mình sẽ cất kỹ những kỷ niệm ấy nơi trái tim mình mãi mãi về sau mà thôi. Và trong một năm 2021 này thì đầy sự chia ly, Avin bỗng cảm nhận sâu sắc hơn về chuyện vô thường trong cuộc sống. Đối với Avin thì cho dù là cuộc chia ly tạm thời hay cho đến những cuộc chia ly vĩnh viễn thì đều mang lại những ý nghĩa giúp mình nhận ra rõ nét hơn về cuộc sống. Thật đáng quý biết nhường nào các bạn ạ. Thời điểm cố nhạc sĩ viết lá thư này là những năm 1964. Thời điểm ấy đất nước mình cũng trải qua chiến tranh, cũng đã có nhiều cuộc chia ly. Có người may mắn thì sẽ gặp lại được nhau, có người sẽ vĩnh viễn không hẹn ngày gặp lại. Và khi Avin nghĩ đến cảnh những người con trai phải xa cha mẹ, những người chồng phải xa vợ, xa con để dấn thân vào cuộc chiến, thì Avin lại càng cảm thấy quý trọng những giây phút của mình sống trong hòa bình như ngày hôm nay. Phải chi trong quá khứ, con người bớt thù hằn nhau và tình yêu sẽ đâm chồi như điều ước của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì những nỗi đau mất đi người thân bởi chiến tranh chẳng phải sẽ vơi đi bớt phần nào hay sao? Và rồi năm 2021, dù không trải qua thời kỳ chiến tranh, nhưng chúng ta đã trải qua đại dịch Covid. Đại dịch vẫn chưa hề qua đi, mà nó đang âm thầm mang đến những cuộc chia ly. Những ngày bình thường có đông đủ mặt thành viên bỗng trở nên quá xa xỉ. Những gia đình chẳng còn tiếng cười đùa khi có người nhiễm bệnh. Mọi người phải vì an toàn của nhau nên đành rời xa nhau. Nhưng sau những cuộc chia ly tưởng chừng như tạm thời ấy, lại trớ trêu khi nhận ra đây có thể là cuộc chia ly cuối cùng. Sau cùng thì Avin cảm thấy là sau những ngày xa nhau để cách ly thì điều hạnh phúc nhất của mình đó chính là được đoàn tụ lại với nhau, vẫn được nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ấy. Dù là thường ngày có đôi lúc cảm thấy bất đồng quan điểm hoặc là bất hòa, thì hôm nay bỗng tự nhiên thấy thân thương đến vậy. Avin mong rằng là những gia đình đã may mắn chiến thắng được đại dịch lần này sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, sẽ trân trọng những khoảng thời gian mình có được ở bên nhau. Và hẳn là cuộc sống thì luôn mang đến những điều đối lập để cho ta so sánh và chọn hướng đi tốt nhất cho mình. Vì thế không có hoàn cảnh nào mặc nhiên là tuyệt vọng cả, mà chỉ có bản thân mình tự cảm thấy tuyệt vọng trước hoàn cảnh. Dịch bệnh Covid-19 đã làm xa cách nhiều thứ, nhưng tình người thì lại gần hơn bao giờ hết. Những điều đã qua ta không thể nào lấy lại được, nhưng hoàn toàn có thể xem chúng là bài học cho mỗi chúng ta trong tương lai. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19. Và trong những con người ấy, có rất nhiều những cán bộ, chiến sĩ, những bác sĩ, tình nguyện viên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống dịch. Họ thật sự là những anh hùng của thời đại mới, là những tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Hoàng Hà và Avin xin gửi lòng biết ơn chân thành nhất đến những sự hy sinh cao cả ấy. Cả một mùa đại dịch ở nhà lâu nên là Avin rảnh rỗi đọc lại sách, chiêm nghiệm lại nhiều thứ về cuộc sống. Avin chợt nhận ra là Thượng Đế đã ban cho con người một trái tim ấm áp để yêu thương. Và tất nhiên ta sẽ dùng nó để yêu thương mọi người, yêu thương vạn vật xung quanh chúng ta. Nhưng đừng quên là chúng ta cũng phải dùng nó để yêu thương chính mình. Cuối cùng, Avin xin chúc tất cả các bạn có một năm mới 2022 vạn sự như ý, tỷ sự bình an. Avin chúc tất cả các bạn luôn luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Hãy tin rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ cứng cỏi, đủ bản lĩnh để sống một cuộc đời trọn vẹn. Mặc dù nó đã và đang cố tình làm chúng ta mất dần đi niềm tin vào bản thân. Hãy vững vàng các bạn nhé. Một năm mới an lành, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh tập 23 ngày 1 tháng 1, được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và Trịnh. Và mình là Avin Lu. Hẹn gặp lại. Như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi tròn ngồi thờ tiên, nhìn gió quê hương.